Xin chào các bạn, máy công ty thế giới mã mạch. Chúng tôi xin giới thiệu cho các bạn đó là cái phần mềm là máy chấm công Vita Pro V2. Thì trong cái video ngày hôm nay á, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn về cái phần là cài đặt và sử dụng cơ bản cái phần mềm Vita Pro V2 này như thế nào. Thì để đầu tiên mà để mình có được cái file cài đặt Vita Pro V2 thì mà các bạn có thể là tải cái link trong cái phần mô tả video này. Thì lúc mình tải về thì mình sẽ được một cái file, đó là file nén Vita Pro V2 này. Thì sau khi bạn giải nén ra sẽ có được cái phần cài đặt. Giờ mình sẽ tiến hành mình cài đặt. Rồi thì ở đây thì nó sẽ hiện ra các bạn cài đặt cho mình. Thì mình sẽ tiến hành chọn nét. Nét luôn. Mà mình vẫn install để tiến hành cái quá trình cài đặt phần mềm. Rồi đây mình sẽ chọn là finish. Thì đây là cái phần mềm của mình đã được cài đặt ở đây rồi. Thì để tiến hành mà chạy được cái phần mềm này á, thì mình phải chạy nó bằng cái lệnh là run admin. Thì mình sẽ vào là distpc, vào odc. Và cái phần mềm của mình là Vita Pro, Vita Pro V2. Mình sẽ xuống mục là Vita channel, chọn là run admin. Rồi ở đây thì nó sẽ có cái tên người dùng và cái mật khẩu. Thì ở đây tên người dùng và cái mật khẩu mặc định ở đây á là admin, và mật khẩu cũng có là admin luôn. Thì ở đây mình sẽ có một cái tùy chọn, đó là mình chọn là cái đường dẫn truy cập và cái phần mềm. Ở đây thì cái mặc định của nó là ODD thì nó sẽ không đúng với đường dẫn truy cập của phần mềm, thì mình sẽ chọn lại. Và mình sẽ vào là ODC, chọn là raw file 86, chọn Vita Pro, Vita Pro V2 và mục là data. Rồi mình chọn là Vita asset nó vào lên. Mình sẽ tiến hành là mình kiểm tra cái kết nối. Thì ở đây là kết nối đã thành công. Mình sẽ vào là mục là cập nhật. Rồi thì ở đây tên người dùng và mật khẩu thì các bạn cứ nhập lại admin nhé. Thì đây là cái tên người dùng và mật khẩu mặc định. Mình sẽ tiến hành là mình đăng nhập. Đây là cái giao diện chính của cái phần mềm Vita Pro V2 này. Thì đây sẽ có cái mục là hệ thống, .com, nhân viên, .com, báo biểu và trợ giúp. Thì ở đây thì sau khi mình tiến hành mình vào với được cái phần mềm Vita Pro V2 rồi á, thì mình nên tiến hành là mình đổi cái mật khẩu của mình. Thì đây cái mật khẩu cũ, mật khẩu mặc định ở đây á là admin. Thì mình có thể thay đổi mật khẩu mới theo cái nhu cầu và cái sở thích của mình. Có thể một cái mật khẩu dài hơn để đảm bảo được cái độ an toàn. Thì mình tiến hành nhập vào. Ở đây mình đang tiến hành đổi lại theo mật khẩu của mình. Sau đó tiến hành là nhập là đồng ý. Rồi đây báo là thay đổi mật khẩu thành công. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video hướng dẫn của mình. Thì nếu mà trong quá trình cài đặt hay sử dụng các bạn có thắc mắc gì về cái phần mềm thì các bạn có thể liên hệ công ty Thế Giới Mã Vạch theo cái thông tin ở bên dưới video.